nhà đất, chợ Củ Chi. Kính chào bà con, cô bác, anh chị gần xa. Thì hôm nay là mình có mặt ở ấp Chánh, thuộc về là xã Tân Thông, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước màn ảnh bà con anh chị đây là một cái quãng đường đất nha. Đường này rộng là 3,5 m. Từ ngay vị trí này nè, chị chạy ra trục đường nhựa cách đâu đó 80 m. Anh chị quẹo trái ra đường quốc lộ 2 và mặt sẽ thông trong xóm, thông vô chợ Nhóm, chợ nhỏ, chợ Tự Phát ha. Ra đường Lê Minh Nhật luôn, ra ngõ tư Quán Đôi là hướng này nha bà con anh chị. Mình sẽ quay toàn cảnh cụ thể ở khu vực này. Trước màn ảnh bà con anh chị đây là nhà hàng xóm nè, đang lập một cái vườn dừa nha anh chị. Dừa trái là sâm xê. Và cái hướng ngược lại đây, anh chị là di chuyển là chạy nó thông trong xóm luôn nha. Đây, khu vực này đã màu mã không có nha, dân cư tập trung khá đông. Thì mình quay toàn cảnh ở khu vực này để anh chị mình khảo sát về đường đi lối bước nha bà con chị. Thì hôm nay là mình chia sẻ giới thiệu bà con chị là một cái căn nhà tổng cái diện tích là 275,8 m nha. Pháp lý là sổ hồng riêng. Nhà là hướng Tây Nam nha bà con chị. Hướng này là anh chị mình di chuyển là thông trong xóm nha bà con anh chị. Mình sẽ quay cụ thể khu vực này để anh chị mình khảo sát. Đây là một cái mảnh đất trống. Tiếp nữa là nhà hàng xóm ha. Thì hôm nay là mình giới thiệu anh chị mình là cái mảnh đất đã có kèm căn nhà cấp 4. Nhà này đang trồng lan đột biến nha anh chị. Mình đã cũng xin chia sẻ review lên sóng một mảnh đất đã có căn nhà mặt tiền. Bên tay trái sẽ đổ tay mặt đúng 12 m, đầu đích bằng nhau và một cạnh là 22 m,81 và một cạnh là 23 m,27. Tổng cái diện tích căn nhà này là 275 m,8. Pháp lý là sổ hồng riêng cầm tay nha bà con anh chị. Đây nhà hàng xóm ha. Dân cư là ở đông đúc. Nhà hàng rào đồ ngon lành hết à. Cái hướng này bà con chị mình di chuyển là thông trong xóm nè. Thì mình cũng xin báo giá căn nhà này. Chủ mong muốn bán là 1.750 tỷ. Sẽ còn thương lượng nha bà con chị. Đây, nhà này đang trồng lan. Nhà điện nước đầy đủ, hai nguồn nước, nước giếng và nước sạch, đã có hạ đồng hồ điện nha. Đây là một cái phẳng sân nè, anh gia chủ anh lợp cái mái che nè, ốp gạch. Thì cái phẳng sân này mình thấy như đậu được 4 chiếc xe du lịch nha bà con anh chị. Quá rộng ha. Phẳng sân nè, đang trồng lan. Đây là phòng khách, trần thạch cao thả tấm, nền nhà ốp gạch giả gỗ nha anh chị. Phòng khách quá rộng ha. Phòng khách này chiều ngang 5, sâu vô 6 m á.
Đây là tiếp theo nữa là phòng ngủ nha bà con anh chị. Phòng ngủ này chu vi là 25 mét vuông ha. Cũng trần thạch cao thả tấm. Nhà điện nước đầy đủ. Nhà này mình thấy quá là rộng rãi, thênh thang thành thàn nha bà con anh chị. Đây một cái phản xăng nè. Đây mình anh chị mình sở hữu về mình để mấy chậu bông đồ tạo cảnh đồ ha. Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai. Cửa nhôm sofa kính mờ. Đây phòng quá rộng. Nhà điện nước đầy đủ. Mình xin nhắc lại một lần nữa, nhà này thuộc là ấp Chánh, xã Tân Thông, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích 275m8, pháp lý sổ hồng riêng, đất trồng cây hàng năm khác. Giá bán 1.750.000, sẽ còn thương lượng. Đây là một cái kệ để chưng rượu đồ nha bà con anh chị. Tiếp theo là không gian nhà bếp, nhà ăn. Mái tôn chưa trần. Nhà này nhìn vô thì thấy cũng hơi bề bộn. Bà con anh chị mình xem clip này thông cảm cho gia chủ nha. Đây tiếp theo là nhà tắm. Nhà tắm ốp gạch toàn bộ. Cửa nhôm kính mờ. Đây là toilet nha bà con anh chị. Toilet nhà tắm là riêng biệt. Rồi mình sẽ quay tổng thể lại căn nhà này nha. Mình xin báo giá lại. Từ ngay cái căn nhà này nè, đã cách ngã tư Quán Đôi 700m, cách chợ Nhóm, chợ Nhỏ, chợ Tự Phát, trường học, mẫu giáo cấp 1, cấp 2, đường Lê Minh Nhật, bán kính là 1.2. Cách nước mía Vườn Cao, ủy ban xã Tân Thông đến căn nhà này mắc là 2 cây rưỡi. Cách bến xe Củ Chi, khu Tây Bắc Củ Chi 7 cây. Cách cổng chào Tây Ninh 23 cây. Cách bến xe An Sương đến căn nhà này mắc 16 cây. Đây, nhà này anh chị nào có nhu cầu sở hữu về sửa sang chỉnh chu lại ha. Quá ok, quá rộng, thênh thang thành thàn. Nhà điện nước đầy đủ. Phản xăng đã có lợp cái mái che. Cốp gạch nền chống trơn trượt ha. Anh chị nào thích căn nhà này xem hết clip. Có nhu cầu thì quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại nha bà con anh chị. 0909 511 029. Anh chị nào có nhà đất tại địa bàn huyện Củ Chi hoặc là các tỉnh có nhu cầu muốn bán nhanh bán lẹ thì ký gửi Zalo hoặc là liên hệ qua số điện thoại nha. Thì mình mới lập cái kênh nhà đất chợ Củ Chi giá rẻ, anh chị xem nhớ giúp mình cái nhấn cái chuông và đăng ký kênh để anh chị mình cập nhật theo dõi những clip mới ha. Mình sẽ đăng được cái sản phẩm nào mới thì anh chị nhận được cái thông báo mới nha. Đây quay toàn cảnh lại mặt tiền ha. Khu vực mã màu không có nha anh chị mình, dân cư tập trung khá đông, mặt tiền đường đất. Rồi mình xin nhắc lại nhà này là ngang là 12, đầu đích bằng nhau ha. Một cạnh là 22m81, một cạnh là 23m27, diện tích 275m8, pháp lý sổ hồng riêng, công chứng trong ngày, đất trồng cây hàng năm khác. Thì đến đây mình xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị
đã quan tâm theo dõi những clip kế tiếp.